là nơi khởi nguồn thiền phái Trúc Lâm thuần Việt. Quảng Ninh còn là vùng phúc địa bởi có yên tử linh thiêng kỳ vĩ, chứa đựng trong mình sức mạnh bất diệt, nâng tầm giá trị nhân văn khi gắn liền với vị vua, nhà chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn Trần Nhân Tông. Sau khi truyền ngôi cho con, Lý Tu hóa Phật, để lại tiếng thơm muôn thuở của một bậc minh quân thống nhất giữa đời và đạo, không màng vinh hoa phú quý, hết lòng vì nước vì dân. Thiên Trúc Lâm.